iPhone. E Theo các nhà phân tích, lý do cho việc Apple bất ngờ tăng sản lượng iPhone e là do lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei. Việc một đối thủ cạnh tranh bị cấm sẽ khiến Apple có thể tận dụng tăng thị phần khi người tiêu dùng tìm kiếm giải pháp thay thế. Công ty có trụ sở tại Cupertino báo cáo đã tăng sản lượng iPhone e của mình trong quy 2 lên mức 2,5%, từ 39 triệu máy dự kiến lên 40 triệu máy, mức tăng không đáng kể. Apple có lẽ thừa hiểu về cơ hội thị trường tối đa với hãng, trong bối cảnh lệnh cấm áp dụng với Huawei iPhone rất phổ biến trên toàn thế giới, nhưng thị trường mạnh nhất của Apple là ở Mỹ, nơi smartphone của Huawei gần như không có cửa tồn tại. Các thị trường lớn của Huawei ở khắp châu Âu và châu Á, nhưng trong khi công ty Trung Quốc nổi đình nổi đám với các sản phẩm hàng đầu như P30 Pro thì trên thực tế phần lớn doanh số của Huawei là các thiết bị tầm trung và phổ thông, không phải phân khúc thị trường mà Apple hướng tới. Trên thực tế, các nhà phân tích của Cohen tin rằng vẫn có thể có những rủi ro nhất định đối với hoạt động kinh doanh của Apple do cuộc đối đầu thương mại đang diễn ra giữa mỹ và trung quốc khả năng lệnh cấm hoặc thuế bổ sung đối với hàng hóa apple sản xuất tại trung quốc hiện có vẻ khó xảy ra nhưng dù sao vẫn còn tồn tại trên lý thuyết